Taliban lên án Mỹ oanh kích IS lần thứ hai liên tiếp. Người Kabul kinh hoàng với đòn oanh kích của Mỹ, khói đen trùm kính bầu trời. Người Afghanistan mừng vì phương Tây rời đi, lo vì tương lai vô định. Mưa lũ sạt lở khiến 23.000 người phải sơ tán ở thiểm Tây Trung Quốc. Siêu bão thế kỷ đổ bộ nước Mỹ, toàn thành phố New Orleans mất điện cháy rừng candor lan rộng kỷ lục, lớn hơn cả thành phố Chicago. Úc vật lộn mở cửa nền kinh tế sau cục mốc đáng buồn vì Covid-19. Tất cả sẽ có trong bản tin đặc biệt cập nhật những tin tức nóng nhất trên kênh FBNC. Theo CNN, quân đội Mỹ vào hôm qua 29 tháng 8 dùng máy bay không người lái oanh kích một ô tô ở gần tòa nhà cao tầng thuộc thủ đô Kabul, vì cho rằng phương tiện này đang tiến hành tấn công cực đoan. Một quan chức Mỹ khẳng định chiếc xe chở đầy thiết bị nổ và sẵn sàng cho âm mưu tàn bạo. Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ thông báo vụ oanh kích là nhằm triệt hạ mối đe dọa từ ISK đối với sân bay quốc tế Hamid Karzai. Tuy nhiên, Taliban cho rằng hành động oanh kích của Mỹ vi phạm chủ quyền lãnh thổ Afghanistan và đang tiến hành điều tra vụ việc phát ngôn viên Taliban Bila Karimi nhấn mạnh, Mỹ không có quyền thực hiện hành động quân sự trên lãnh thổ của quốc gia khác. Đại diện Taliban còn chỉ trích mạnh mẽ Washington vì không thông báo trước cho lực lượng Hồi giáo về vụ oanh kích. Đây là đòn oanh kích thứ hai của Mỹ chỉ trong vòng 3 ngày, nhằm đáp trả vụ tấn công tàn bạo của nhóm phiến quân ISK ở sân bay Hamid Karzai, khiến cho 13 binh sĩ thiệt mạng và nhiều người khác thương vong. ISK là kẻ thù chung của cả phương Tây và Taliban. Tổng thống Biden vào hôm 28 tháng 8 khẳng định, các tướng lĩnh quân đội Mỹ cảnh báo ISK có thể sẽ tái diễn tấn công trong 24 đến 36 giờ tới và Mỹ sẽ dốc toàn lực ngăn chặn điều đó. Ông Biden còn thề sẽ tiếp tục oanh kích để triệt hạ nhóm phiến quân IS. Trong cuộc không vận lớn nhất lịch sử kéo dài suốt hai tuần qua, Mỹ và đồng minh hiện đã sơ tán được khoảng 114.400 người rời khỏi Kabul, bao gồm công dân các nước NATO và người Afghanistan dễ tổn thương. Tuy vậy, vẫn còn hàng vạn người muốn rời khỏi đất nước Nam Á nhưng bất thành. Người dân một khu vực ở Kabul kinh hoàng tập trung bên ngoài một ngôi nhà hứng chịu đoàn oanh kích của quân đội Mỹ vào chiều hôm qua, 29 tháng 8. Một nhân chứng nói với Reuters, đây là khu Khosa, Bokra, một quả rocket rơi xuống ngôi nhà kia và khiến 5 hay 6 người thiệt mạng. Tôi không biết nói gì nữa, chúng tôi đều vô cùng hoảng loạn. Một nhân chứng khác cho hay, vụ nổ lớn đã làm rung chuyển toàn bộ khu phố ở phía bắc thủ đô, khói đen bao trùm bầu trời. Đại úy Bill Urban, người phát ngôn Bộ Tư lệnh Trung tâm nói rằng Quân đội Mỹ đã nắm báo cáo về dân thường thương vong do vụ anh kích ở Kabul, nhưng cần điều tra thêm. Ông Urban nói thêm, hậu quả dữ dội khi tiến hành phá hủy các chiếc xe chở thuốc nổ có lẽ đã gây ra thương vong ngoài ý muốn. Chúng tôi đau buồn sâu sắc với bất kỳ tổn thất nào có thể xảy ra với người dân vô tội. Không quân Hoàng gia Anh (RAF) hôm qua, 29 tháng 8 cho biết đã sơ tán hơn 15.000 người khỏi Kabul và họ hài lòng với nỗ lực phi thường này. Nguyên soái Không quân Jerry Mayhew nói với Reuters rằng RAF đã thực hiện tới 165 nhiệm vụ trong hai tuần cuối cùng ở Kabul. Chiến dịch sơ tán về cơ bản đã hoàn thành, chuyến bay cuối cùng rời Kabul vào cuối ngày thứ Bảy 28 tháng 8. Thủ tướng Boris Johnson khẳng định tất cả binh sĩ, nhà ngoại giao và công chức Anh đã về nước an toàn. Ngoài ra, ông Johnson cũng lên tiếng bảo vệ quân đội Hoàng gia Anh và chính phủ trước những chỉ trích rằng các bộ trưởng đã ủy oải giám sát cuộc không vận, khiến hàng ngàn người Afghanistan bị bỏ lại phía sau. Luân Đôn cũng giống như đồng minh Hoa Kỳ đã hứng chỉ trích gây gắt vì không dự đoán được sự sụp đổ chống vánh của chính quyền Kabul, khiến nỗ lực sơ tán trong hai tuần gần đây rơi vào hỗn loạn nghiêm trọng. Từ năm 2001, anh đã sát cánh cùng Washington trong các chiến dịch quân sự ở Afghanistan. Cuộc chiến khốc liệt kéo dài gần hai thập kỷ và đã khiến cho hơn 450 quân nhân Anh thiệt mạng. Chuyến bay sơ tán công dân cuối cùng của Pháp đã rời khỏi Kabul và hạ cánh xuống sân bay Paris vào hôm Chủ nhật 29 tháng 8, thủ tướng pháp đã chào đón những binh sĩ và nhân viên ngoại giao cuối cùng từ afghanistan trở về nước mặt khác trong cuộc họp khẩn cấp sắp tới của liên hợp quốc tổng thống pháp emmanuel macron cho biết nước này và anh dự kiến sẽ đề nghị thiết lập khu vực an toàn ở kabul nhằm nỗ lực bảo vệ người dân muốn rời đi ông macron còn cho biết thêm pháp đã thảo luận sơ bộ với taliban về các vấn đề nhân đạo và khả năng tiếp tục di dân trong thời gian tới pháp anh và nhiều nước khác đã chấm dứt hiện diện quân sự ở afghanistan hoàn thành rút quân trong khi đó, Mỹ sẽ kết thúc cuộc không vận lớn bậc nhất lịch sử vào ngày mai, 31 tháng 8. Người dân Kabul hôm qua 29 tháng 8 đã bày tỏ hoan nghênh việc Mỹ và đồng minh rút quân hoàn toàn khỏi Afghanistan. Dù họ vẫn lo ngại về một tương lai bất định, Mỹ hiện còn hơn 1.000 dân thường chờ được sơ tán trước khi giao lại sân bay cho Taliban. Sự sụp đổ chống vánh của chính quyền Kabul đã để lại nhiều lỗ hổng trong bộ máy điều hành, dẫn tới nguy cơ khủng hoảng kinh tế và nạn đói tràn lan. Hiện các mặt hàng như bột, dầu và gạo đã tăng lên chóng mặt. Ngược lại, đồng tiền Afghani lại rớt giá thê thảm. Các điểm đổi tiền ở khu vực giáp biên giới Pakistan đã từ chối giao dịch đồng Afghani. Hôm thứ Bảy, các quan chức ra lệnh cho ngân hàng tái mở cửa nhưng áp đặt giới hạn đổi tiền dưới 20.000 Afghani, tương đương 200 đô la. Ngay sau đó, người dân Kabul đã xếp hàng rồng rắn trước các ngân hàng, bất chấp cái nóng như thiêu đốt. Chuyển sang một số thông tin khác, mưa lớn trút xuống xối xã ở thành phố An Khang, Tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc từ rạng sáng Chủ nhật đã gây ra lũ lụt nghiêm trọng và lở đất ở nhiều nơi. Đến khoảng 7 giờ sáng cùng ngày, hơn 23.000 người đã được sơ tán khẩn cấp. Huyện Trấn Bình là một trong những nơi chịu ảnh hưởng nghiêm trọng nhất của đợt mưa lũ. Lượng mưa ghi nhận lên tới 123 mm, trong khi mực nước sông Nam Giang chảy qua địa bàn huyện đã dâng cao hơn 1,92 m so với mức an toàn đối với hệ thống bờ kè. Ngoài ra, vào khoảng 3 giờ 30 sáng, một vụ sạt lở đã xảy ra, khiến 5 người trong một khách sạn 6 tầng bị mắc kẹt. Địa điểm sạt lở là chân núi thuộc thị trấn Thành Quang. Lính cứu hỏa đã nhanh chóng có mặt và giải cứu các nạn nhân. Trong khi đó, vùng duyên hải Vịnh Mexico của Mỹ đang chống chọi với cơn bão thế kỷ. Theo cập nhật đến rạng sáng thứ Hai 30 tháng 8, tại bang Louisiana, tức là trưa nay theo giờ Việt Nam, siêu bão Ida đã tiến sâu vào đất liền và dần suy yếu. Hiện cơn bão thuộc mức 1 trên thang đo 5 cấp, tức là mức thấp nhất. Với sức gió hơn 152 km h bão đang di chuyển ở gần làng Killian, bang Louisiana. Ngay trước đó, nhiều người mắc kẹt trong dòng lũ ở giáo sứ Laplace dọc sông Mississippi. Dịch vụ thời tiết quốc gia đã cảnh báo tình huống nguy cấp về lũ cuốn, lũ quét. Đội ứng phó lũ khẩn cấp của địa phương cho biết, dòng lũ đã cô lập một khách sạn và những người bên trong đã gọi điện cầu cứu. Trên đường đi của bão Ida, nhiều khu vực hứng lượng mưa từ 15 đến 30 cm. Trong khi đó, hầu hết ở thành phố New Orleans đến tối chủ nhật vẫn chịu cảnh cúp điện diện rộng tất cả 8 đường dây tải điện chính của thành phố đều phải ngừng hoạt động do bị bão tàn phá. Giới chức cho biết một triệu hộ dân đã bị mất điện, gồm hơn 941.000 khách hàng ở bang Louisiana và 27.000 khách hàng ở bang Mississippi lân cận. Cơn bão còn khiến ít nhất một người chết do bị cây đổ xuống đè trúng. Vụ việc ghi nhận lúc 8 giờ 30 tối qua, 29 tháng 8, tại một hộ dân nằm sát đường cao tốc 621. Bão Ida tấn công bang Louisiana và các vùng lân cận trong 16 năm khu vực này trải qua đại nạn Katrina. Năm 2005, siêu bão Katrina càng quét đã khiến cho 1.800 người tử vong và nhấn chìm thành phố New Orleans trong biển nước. Đây cũng là một trong những sự kiện bão lũ gây thiệt hại lớn nhất về người và của trong lịch sử của Hoa Kỳ. Chính phủ Mỹ gần đây đổ hàng tỷ đô la cải thiện cơ sở hạ tầng của các bang duyên hải Vịnh Mexico nhằm ứng phó với thiên tài, Siêu bão Ida lần này đã đem lại bài kiểm tra cam go cho các công trình nói trên trước khi Ida đổ bộ. Thống đốc bang Louisiana John Bel Edwards cảnh báo đây có thể là cơn bão mạnh nhất từng càng quét địa phương trong khoảng 150 năm. Tổng thống Joe Biden vừa đồng ý đề nghị của bang Louisiana về ban bố tình trạng thảm họa nghiêm trọng. Quyết định của ông Biden sẽ thúc đẩy phân bổ nguồn lực nhanh chóng hơn từ chính phủ đến các địa phương hứng chịu thiên tai. Thông báo của Nhà Trắng cho biết. Gói hỗ trợ của chính phủ bao gồm khoản tiền giúp sửa chữa nhà cửa, khoản vay chi phí thấp để đền bù các tài sản bị hư hại nhưng không có bảo hiểm và gồm một số chương trình khác để giúp cá nhân và chủ doanh nghiệp phục hồi sau thiên tai. Khi siêu bão Ida tấn công, thị trưởng thị trấn Jean Lafitte, ông Tim Kerner, cho biết với CNN rằng cả thị trấn gần như bị tàn phá, hàng trăm người dân mắc kẹt giữa dòng lũ, đội cứu hộ chưa thể tiếp cận họ, ngoài ra một phương tiện đã bị lũ cuốn trôi khi đi qua cầu. Thị trưởng nói thêm, Do có gió mạnh nên chúng tôi chưa thể dùng thuyền đi tới khu vực ngập lũ. Đội cứu hộ sẽ bị đe dọa tính mạng. Chúng tôi đã thử sử dụng xe tải gầm cao nhưng cũng không thể băng qua dòng lũ. Thị trưởng nói chưa bao giờ nhìn thấy dòng lũ dữ dội đến như vậy. Hơn 1.000 cư dân thị trấn đã sơ tán nhưng vẫn còn 200 đến 300 người ở lại và bị mắc kẹt. Trong khi đó, ở Mexico, cơn bão Nora đã suy yếu sau khi đổ bộ vào cuối tuần này, gây mưa to, gió lớn khiến một tòa nhà ở trong khu resort nổi tiếng của thị trấn Puerto Vallarta bị sập một phần. Hậu quả khiến một thiếu niên thiệt mạng, thi thể đã được đội cứu hộ đưa ra khỏi hiện trường. Ngoài ra còn một phụ nữ mắc kẹt dưới đống đồ nát. Đến chiều Chủ nhật, bão Nora có sức gió khoảng 95 km h ở thị trấn Puerto Vallarta. Nước sông chảy tràn, làm sập một cây cầu và nhấn chìm đường phố. Cây cối ngã đổ, đường xá và các đường dây tải điện bị hư hại nghiêm trọng trong cơn bão. Dù bão đã suy yếu, nhưng mưa lớn có thể tiếp tục xảy ra và lũ lụt vẫn đang hoành hành. Mới hồi tuần trước, siêu bão Grace cũng tấn công Mexico và khiến 8 người thiệt mạng. Ít nhất 30 binh sĩ thiệt mạng và 60 người khác bị thương và hôm qua 29 tháng 8, khi lực lượng Houthi tấn công căn cứ al anad của Ả Rập Saudi và Liên quân ở miền Tây Nam Yemen. Theo thông tin của Liên quân, Houthi đã tấn công liên hoàn bằng máy bay không người lái vũ trang và tên lửa đạn đạo, hậu quả khiến từ 30 đến 40 binh sĩ thiệt mạng. Con số thương vong có thể còn tăng lên khi các đội cứu hộ hoàn tất khám nghiệm hiện trường. Chưa rõ dân thường có nằm trong số các nạn nhân hay không. Nhân chứng cho biết các tiếng nổ lớn có thể nghe thấy từ tận thành phố Aden, cách xa hiện trường khoảng 70 km. Yemen rơi vào một nội chiến từ cuối năm 2014 khi các tay súng Houthi đánh chiếm thủ đô Sanaa và chính phủ tổng thống Masur Hadi phải lưu vong. Năm 2015, một liên minh quân sự do Ả Rập Saudi đã dẫn đầu can thiệp vào Yemen, hỗ trợ chính quyền tổng thống Hadi khôi phục quyền lực. Từ cuối tháng 9 năm 2019, Ả Rập Saudi đã tiến hành các cuộc đàm phán không chính thức với Houthi nhằm giảm bớt tình trạng bạo lực. Nhiệt độ tăng cao chóng mặt và gió lớn vào hôm Chủ nhật 29 tháng 8 đã đặt ra thách thức lớn cho đội cứu hỏa khi họ chiến đấu với cháy rừng ở miền nam bang California, Mỹ. Một trong những vụ cháy lớn nhất là Candor, với ngọn lửa đang di chuyển nhanh về khu vực resort Hồ Tahu. Lửa đã lan ra khắp sườn núi thải ra cục khối khổng lồ khiến cho các du khách nghỉ hè đều phải di tản. Nhiệt độ được dự báo vẫn ở mức cao trong suốt tuần này. Một phát ngôn viên của đội cứu hỏa cho biết, suốt hai tuần qua, chủ nhật là ngày nóng bức và khô hạn nhất, khiến ngọn lửa lan ra dữ dội. Đám cháy candor bùng phát vào ngày 14 tháng 8 đã được kiểm soát đến 19%. Đến nay, nó đã thiêu rụi diện tích 635 km vuông, lớn hơn cả thành phố Chicago. Hơn 600 công trình bị ngọn lửa nuốt chửng và ít nhất 18.000 công trình khác bị đe dọa. Nhìn chung, trên toàn bang California, hơn 15.200 lính cứu hỏa đang chiến đấu với hàng chục vụ cháy rừng, giặc lửa đã tàn phá hơn 2.000 công trình và khiến hàng ngàn người di tản. Các chỉ số về môi trường, chẳng hạn như chất lượng không khí, đã giảm xuống mức rất thấp ở khu vực. Theo giới khoa học, biến đổi khí hậu đã khiến nhiệt độ bang California tăng cao hơn trong mùa hè và các vụ cháy rừng ngày càng trở nên khó kiểm soát. Biến chủng Delta đã truyền thủng những thành trì chống dịch nghiêm ngặt và len lỏi khắp các cộng đồng cư dân ở Sydney, thành phố lớn nhất nước Úc. Quốc gia này vào hôm nay, 30 tháng 8, cũng đã ghi nhận ca tử vong thứ 1003. Đây là mức thấp so với nhiều nước trên thế giới, nhưng là cột mốc đáng buồn của nước Úc. Đáng chú ý nhất là dù phân nửa dân số đã đặt dưới tình trạng phong tỏa, đáng chú ý nhất là dù phân nửa dân số đã đặt dưới tình trạng phong tỏa, số ca nhiễm mới vẫn tăng kỷ lục hơn 1.000 trường hợp mỗi ngày. Những số liệu báo động đã khiến cho người Úc trở nên mệt mỏi, lo lắng về thành quả chống dịch ban đầu có thể bị tàn phá. Chiến dịch tiêm chủng chậm chạp cũng đã khiến cho chính phủ bị chỉ trích. Gần đây, tốc độ triển khai vaccine mới tăng lên. Hiện có khoảng hơn 33% người từ 16 tuổi ở Úc nhận đủ hai liều vaccine, mức rất thấp so với nhiều nước phát triển như Anh và Mỹ. Dù vậy, chính phủ Úc quyết tâm tái mở cửa để vực dậy nền kinh tế, bất chấp sự phản đối của nhiều tiểu bang như Queensland và Tây Úc. Họ lo ngại khi nới lỏng hạn chế, ca nhiễm sẽ tăng vọt và hệ thống y tế trở nên quá tải như tình trạng hiện nay ở Sydney. Dù vậy, một số ý kiến cho rằng nền kinh tế Úc đang bị virus tàn phá rất nặng nề. Ông Daniel Wiswin, giám đốc Ủy ban Du lịch Queensland, cho biết các đợt bùng phát Covid-19 và phong tỏa đã gián đòn chí tử vào ngành công nghiệp du lịch của địa phương. Chuyên gia ước tính tiểu bang có thể mất 5,1 tỷ đô la mỗi năm vì vắng bóng du khách quốc tế và thất thoát 731 triệu đô la mỗi tháng do thiếu hụt nguồn du khách nội địa. Chúng tôi sẽ cập nhật những sự kiện quốc tế mới nhất trong bản tin nóng phát sóng vào lúc 15h30 hàng ngày trên kênh FBNC. Xin mời quý vị đón xem.